Anh, xem chữ hết ngoài anh không dặn em hả anh? Không, bình thường. Sao vậy? Chữ viết quen. Anh, từ ngày anh lấy vợ về, anh có thấy khác gì không anh? Ừ ha, nhắc tới mới nhớ. Từ hồi mà lấy em tới giờ, anh giống như là trẻ ra, giống như con nít luôn với em. Sao ông nội ơi, trẻ thôi chứ trẻ gì mà như nít. Thiệt, nè, muốn mua gì cũng phải xin tiền vợ nè. Muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ nè. Vợ cho đi không cho ở nhà nè. Vậy không giống nít chứ là gì?